Vào sáng nay, giải đấu Mocha X Gaming FIFA Online 4 do công ty Viettel Media tổ chức đã chính thức khai mạc. Ngay sau đó là loạt trận của vòng 1/64 với những màn chạm trán rất hấp dẫn của các gamer. Tại vòng này, các đội sẽ thi đấu 2v2 loại trực tiếp. Ngày thi đấu hôm nay đã chứng kiến những chiến thắng đầy ấn tượng đến từ những cái tên MGA, TG3 hay LBK Jinchuriki. Với thể thức thi đấu được ăn cả ngã về không đầy mới lạ, các đội đều cho thấy được quyết tâm của mình. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 70 triệu đồng, trong đó đội vô địch có cơ hội giành được gần 20 triệu đồng. Đây là động lực nhưng cũng là thách thức to lớn với người chơi khi tham gia Mocha X Gaming FIFA Online 4. Ở giải lần này, các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp, miễn cước 3G, 4G tốc độ cao trên nền tảng Mocha. Diễn biến và kết quả các trận đấu liên tục được cập nhật tại website tin.vn và fanpage Mocha Gaming. Hãy đón xem và cổ vũ cho các game thủ hàng đầu.